Xin chào tất cả các bạn, thì mình đang có mặt tại sân vận động Pleiku. Thì theo thông tin mình được biết thì hôm nay là ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiến hành lắp ghép bảng LED cho sân vận động. Bây giờ là chúng mình sẽ cùng nhau vào xem thử là việc lắp ghép đã tiến hành tới đâu rồi các bạn nha. Hôm nay trời nắng quá các bạn ơi. Đây là ngoài đường phố của thành phố Pleiku nha, trước sân vận động. Rồi mình sẽ đi vào bên trong. Thì cũng đã lâu lắm rồi, từ ngày mà V-League hoãn lại thì mình chưa có dịp quay lại sân vận động. Không biết là bên trong đã thay đổi ra sao rồi nhỉ? Ôi, bây giờ là mình sẽ mở cửa ra nha. Cửa ra, đây là... Đây là trong... Đây là dưới hầm. Dưới hầm của sân vận động nha. Không thấy ai cả. Đây là phòng thay đồ của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tại thì chẳng có ai ở đây. Để vào bên trong sân vận động thử xem có gì mới. Ôi, thì như vậy là những biển quảng cáo cũ đã được tháo gỡ ra hết rồi các bạn ơi. Thì chưa thấy ai ở đây cả. Chắc là các công nhân đã nghỉ trưa rồi. Bây giờ là mình sẽ đợi một lát xem thử là bao giờ sẽ tiến hành việc lắp ráp. Thì như vậy là những bức tường lăng cam của sân vận động đã được sơn lại hết các bạn à. Sơn trắng và sơn vàng đây. Không biết là băng ghế của khán giả có được sơn lại hay không, để chút nữa mình sẽ lên xem thử. Hình như đây là sơn lại cái ghế băng ban huấn luyện hả ta? À không, cũng vậy thôi. Như vậy là các công nhân đang tiến hành lắp ráp bảng quảng cáo này mọi người ơi. Giờ mình sẽ lại gần hơn nữa.
Đây, cái lăng can đang được tu sửa lại, sơn sửa lại. Có mình ăn sơn thôi hả anh? Có mình ăn thôi à? Dạ. Em tưởng mình ăn sơn thôi. Vất vả. Đây cận cảnh những bảng đèn led quảng cáo đây mọi người. Qua trước đây rồi em vô anh mở. Rồi, khi nào em được là em vô anh làm. Rồi, okay. Mà. Rồi, mở đi. Anh chỉ mở luôn. Bưng mấy ngày trước luôn, miếng này. Rồi, dỡ rồi. Dỡ lên, dỡ đại lên đi. Dán đi, dán đi, dỡ lên đi. Quay phim vậy á. Thank you.
Có cái cây kèo rồi. Có cái cây không mà bắt đầu vậy. Có cái cây gì đâu đó. Bỏ đâu? Cái cây đó mày dùng đỡ đi. Đây rồi. Lấy cây kia rồi đỡ đi. Đây. Còn cầm đây các bạn ơi. Đấy. Cái này được chứ. Dạ. Cái này ở trong sao anh không được. Nhớ mày sao tự nhiên em làm cái gì em?